Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Hữu Trí, sinh năm 1998, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 28 tháng 12 năm 2020, hệ thống cấp diễn thông của Trung tâm Diễn thông huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh gặp sự cố. Ban giám đốc Trung tâm Diễn thông huyện Bến Cầu phân công nhân viên kiểm tra, thì phát hiện dây cáp quang loại 96FO và dây cáp quang loại 48 fo tại các bể cáp ngầm số 1 ở ngã tư đầu đường nhà ở của công ty Phi Long đã bị cắt rời. Gần khu vực bể cống số 01 có để một xe mô tô loại quay màu xanh, biển số 70L13990 cùng nhiều đoạn dây cáp quang và cáp đồng. Sự việc ngay sau đó được báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh. Ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Cầu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét. Qua điều tra, xác định Trần Hữu Trí là người điều khiển xe mô tô quay màu xanh, biển số 70L13990, chở theo một thanh niên chưa rõ lai lịch, đến bể cấp ngầm số 1, trộm dây cấp diễn thông để lấy lỗi bên trong đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tại đây, Trí dựng xe ở khu vực gốc cây trên lề đường, rồi cùng tên thanh niên đi đến bể cấp ngầm, dùng tay khiêng và xô ngã nắp của bể cấp ngầm. Tên thanh niên trực tiếp xuống bể cấp ngầm cắt 155m dây cấp quang loại 96FO và 6m dây cấp đồng trong lúc các đối tượng đang cuộn dây cáp lại để đem bán thì nhân viên của trung tâm diễn thông đến kiểm tra nên bỏ chạy tại cơ quan công an trần hữu trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên hiện vụ việc đang được công an huyện bến cầu tiếp tục điều tra xử lý